Đấy, để chống cái ô đấy nhá. Đấy, như này này chắc chắn được. Nói chung làm nào. Em xếp như nào để con vây này của em hít được. Đúng không? Xếp như nào để con vây này của em hít được là được. Đẹp lắm rồi em ơi. Chuẩn chỉ rồi đấy. Một luôn, thấy chưa? Hai lít luôn. Xin hai lít. Được chưa? Xin hai lít nào. Ừ, vội thôi, Đức Anh ơi. Ừ, hay vội rồi. Lắm. Kinh nhé. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? 400 gặp sao được anh ơi? Em đánh nhá, toàn nuôi gặp toàn hơn ca điểm thôi. Đích mình elo cao chứ anh em. 400 sao gặp em được? Có gặp đấy. Cái le kìa. À, tưởng nhìn thấy cái le sáng mắt luôn. Ở mắt luôn đi. Cái đầu cái hành lý dân chơi đời phít. Cái này cái đấy dân chơi đồng anh. Z tôm 122 lít à? Z là xem lõi đâu không bạn ơi? 2 lít à? Nhờ, thơm thế. Nhờ vẫn nhận đây nhưng mà xem lõi không bạn ơi? Nhận kèo Z nhá. Thơm thế nhờ. Ăn bà lăng kìa. Camille ngon. Camille tin tặc của anh là bài xếp mà ép không à? Ăn được em ơi. Hôm qua mình vừa mới ra một cái clip hướng dẫn đội hình đấy. Anh em có thể xem lại. Còn hướng dẫn chi tiết thì bây giờ mình chỉ ra dạng theo cái dạng là top đội hình thôi. Anh em xem live stream thì sẽ biết cách chơi chi tiết. Chứ còn hướng dẫn chi tiết từng đội hình khó lắm. Gì đấy? Ôi giời ơi, mày dao thôi anh Fit đây. Đi mày dao anh Fit đi bằng. Có lỗi ấy gì? Có kèo không? Lấy đi mày dao đi. Luôn anh ơi. Kìa, có ấy kìa. Thử admin mà đi xem là cái gì. Tốc độ đánh. Xong rồi cho con cây le về ra xua vào. Bán cây xa đi. Đẹp quá. Điều rất là đẹp. Mẹo cho 4 chủ lực à? Mẹo cho 4 chủ lực là build tank trước. 4 chủ lực anh em cần build tank trước. Đam anh em kiếm sau. Mua xe đắt vào. Ok. Sổ bây giờ là ven luôn anh Fit ơi. Là ven lõi này vẫn chơi được chỉ là ven đấy chứ. Thôi ra ven thì nữa. Ôi thôi nhỉ. Ừ. Xem có tích được 10 tiền không. 4 này. 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy. 10 đấy. Cái tiền này bỏ số na luôn đi gì nữa. Anh Khang Nguyễn Son Na tôi một củ hôm nay nhà em à, game sau nhá anh ơi. Nhưng mà anh nhân nhận kéo dép rồi anh Khang Nguyễn ơi. Son La à, tôi là tôi một đi phiên này khó thế. Tôi là tôi một game sau này anh em ơi, nghe làm biết là đẹp. Son La tôi một à. Son La tôi một xuống thế.
khó đấy anh Phít ạ. Zona của kèo Zona khó nhai đấy. Nhai Phít, mày sao à? Mày nha. Có cửa lỗ một. Nhưng khó. Cửa lỗ một mà khó đấy. Trong hôm nay à, lên clip là có tiền nha. Ok anh Khang Nguyễn ơi. Ok anh. Bán hai con admin đi, lấy 20 tiền. Anh lu 5 nha, để ý đừng để mất lu 5 nha. Yếu lắm rồi đấy chứ. Mày thủ thắng rất chịu thôi đấy. Không nói 4 à, với phải đánh danh nha em. Ok anh Khang Nguyễn ơi, anh danh cho anh. Em đánh có bao giờ đánh thường đâu anh ơi, thường thì xong đánh thường thôi anh Khang Nguyễn ơi. Ok anh ơi. Vậy 3 tiền bên này luôn. Ok yeah, luôn. Sorry luôn. Check đi, check lobby đây. Em có thằng nào phá chuỗi không? Không à. Không có đấy nhỉ. Ôi, từ có xoa đi đi. Đố xã huyên anh Phít ạ. Bán đi, anh ấy bán bên này đi lấy 30 tiền chứ. Bán nhá. Ừ. Đi kiếm xong. Em muốn đấu vào xã huyên anh Phít ạ, thôi nhá. Mình đéo ai, tành đéo có. Quy này. Quy này không? Quy này không? Xem đi, xem đi, xem dây cuối, sợ nó bỏ dây cuối thôi, nó bỏ đồ ra thôi. Mẹ thay cho kèo. Gặp mẹ luôn. Sợ, em tính toán trở đâu, anh sợ, sợ nó bỏ cây le cầm đồ ra thôi. Bỏ ra, cút mẹ em anh luôn đấy chứ. Anh biết nhờ. Anh tưởng em thấy anh nhanh tay, em thấy anh phải check được cái đấy chứ. Ý là phải dây cuối. Anh ơi, dây cuối đuổi không kịp anh ơi. Không bán được anh ạ. Em đưa anh đông chùm, ông chùm đi xuyên. Rồi sau thập thằng thập thầy xong rồi ghép xuống đi được. Chùm đi xuyên tao đấy hơi rén nhỉ. Rén đâu anh ơi. Em rồi trước đánh xét em đòn nó ác lắm, hiện tại nó hack não nó nổi giỡn thôi. Em phải tự tin lên đúng không? Phong thái nhà vô địch nha, phải tự tin lên nhá. Nào em phải tự tin anh Phít ơi. Anh dám nó hơi rén. Mình giá là hơi rẻ. Rẻ nào anh ấy. Cái phép cho anh nhờ cho con xếp 2 cho con làm số gạch. Găng bà lăng tí nữa có gì bán găng bà lăng đi được thay cho con đi lát được. Cho gậy ra nó. Chuẩn nhất là pha này ghép story ở ngoài. Gặp thằng nào yếu thì không ghép. Rồi con hàng này đen làm bán tướng này. Ghép đi. Pha này chuẩn nhất là để solo đi ở ngoài. Con này cái thứ hai này bán tứ thôi. 40 tiền đi nhở, bán con kia. Bán này thôi nhở. Lay chơi 4 game cả 4 game music. Lu đẹp này, lu 572 máu 50 tiền. Đẹp luôn. Trận em cầm bình dung không? Em lu 5, em 56 máu. 3 dao còn 16 máu. Chắc em toàn bỏ full tướng ra. Không còn gì thêm anh Phít, toàn bụt. Đi lát kìa. Thôi, không cần đâu. Vậy này. Có biến xong đấu thì mới kẹp con đấy thôi. Em thấy giờ cứ xong đấu về cũng veo hồn là bú lắm. Không thì quánh quánh đỡ ven. Đánh theo bài chứ, đánh. Bài ra nào đánh đấy chứ. Vâng, ra ra đánh đấy chứ, em biết ra đánh đấy mà. Em biết anh có kèo xong đấu anh em ạ.
Anh cho kèo xong đấu. Ra tiền nhỉ, hơi đen. Cái leg à? Mà có cái 2 rồi. Phải rút 6 đấy nhá, rút 6 nhá. Rút 6 lấy Fiora 2, ra số 2 với 6 xong đấu. Mình rút 6 để mình lên 8 ấy, nãy nhắc em mới. Này con 6 trước rồi này. Bè 2 trận gặp hàng 2 là chết cùng nhá. Đều win thì win trích luôn. Mà bè nó luôn 6 3 với 1. Ờ. Hay thật. Hay game của hai thằng luôn. Nó ra cái gì chưa? Đây anh này zone rồi. Chưa gì, 10 tiền chưa gì rồi. Cái mẹ nó chứ mình cầm 50 tiền mình roll cơ mà. Tôi đã 6 50 tiền cơ mà. Rồi anh em ơi, vội lắm mà. Lùng hóa không anh? Hay nạp lòng? Không lùng hóa đi. Hóa đi. Ronny đừng có tiếc tiền. Đi lát nữa. Anh Ron hết bọn xong đấu đi. Update bọn xong đấu ở đây là lên được cấp. Ra xua kìa. Rồi, dừng đi. Vô cực cho con ấy đi. Cái này. Cái đèn nhá. Ừ. Thằng kia nó vẫn luôn tiếp à? Xem nó không nào. Cạn tiền đấy nhá. Nó cũng cạn kìa, thấy chưa? Không cạn tiền đấy, chơi tử đấy. Mày khổng lồ hóa ngon thế. Nói xong nói rồi, nói chết rồi anh em ơi. Sao nói chết chắc rồi. Khinh thường kẻ yếu. Chắc chắn luôn đấy. Pha đấy không cần phải đổi đồ cũng được, tại vì tí nữa nếu mà không có 8 xong đấu thì cũng bán con Gamblang đi thôi. Con Gamblang cũng không ảnh hưởng lắm. Đi lát cầm cũng được mà con Gamblang cầm cũng được. Đội ăn nó mạnh phết chứ đùa đâu. Này chết 6 ra bớt 2. Này đó cũng kéo mà. Đi chợ làm sorry nữa anh em nhá. Cần sorry nữa. Mày ra mẹ đi vô luôn. Mẹ đỏ quá mẹ vô luôn rồi sao. Đen bán chứ. Đi kìa, bán con lợn đi kìa. Cung cung em chết 6 tự gian sai video 2 mà top 4 cũng ngu anh à. Chết 6 tự gian sai video 2 thì cũng top 4 thì cũng bình thường em ơi. Top bi mà khỏe quá top 4 được rồi. Sai video thì nó gọi là mạnh lắm đâu, thường thôi. Mạnh thì phải mid 4 2 của 6 ấy gọi là mạnh. Sai video 2 mid 6 mà đi. Kể ra hai sao sớm sao hai sớm giờ thôi. Cái này cầm một cung kìa. Ok. Ông nó khỏe đấy anh nhỉ? Khỏe gì em gặp đúng thằng đấy nó như nó cũng cầm... roll hay sao ấy chứ. Phải ra đấy mẹ Virgo cầm ba đồ luôn. Ba đồ luôn.
Sao em để hàng ngang ở trên ấy, cần phải tham ở một con đâu. Nó tràn vào nó đánh mấy con đam ở sau em chết mẹ đam kìa. Đúng không? Nãy vừa vừa mới chỉ cái đấy xong, lại quên. Em toàn chết mẹ đam luôn. Đấy, cứ xếp như này thôi, không cần phải tham một đấy đâu. Xem Việt về toàn Viego với song đấu này. Việt toàn Vego thôi anh ơi. Tìm kiếm một con song đấu nữa để đổi đồ cho cái này ấy. Cảm ơn Bùi Chí Viễn nha, cảm ơn em nhiều nha. Ok mời. Rồi sau cứ bắt tạo con sắt vào được anh, con rác ấy, Con nào anh? con rác ấy, Rác à? Rác à? để lấy tay thôi. Đồ đẹp luôn này, party vô cực luôn này. Đồ đẹp vãi cứt. Bên đây 3 thì bây giờ phải đợi đã, xem là có thằng kia có bắt nhiều không. Bây giờ khâu tiền lại đi. Pha đấy em bắt con rác lại, em kẹp vào em lấy tanh là em eco được tiền rồi. Đúng không? Tại vì em đi lát 2 với ở bên đây 2 rồi. Con mà phân bảo ấy. Vâng. Được rồi, này nghĩ là dừng lại được rồi. Cần rồi. Nếu mà roll thì roll nốt hai con kia, hai kiểu hai con hai tiền hay sao? À? Từ từ. Khinh thường kỳ yếu hủy tao bảo. Pha này thì anh nghĩ là nếu mà anh lấy con Nilat đấy. Em với Nilat. Nói kia ở đấy nói kháng ứng ấy. Đừng nhàn vội. Ê, đánh ba sao ở đây luôn anh nhở? Ừ, đánh ba sao ở đây luôn, lấy lõi này đánh ba sao ở đây luôn. Đánh ba sao đây luôn. Check lobby đây. Xin nhiều này nói. Cái đánh bên này thì kìa, bên này một ghép cái gì kìa. Thằng này đánh bên này thợ săn đêm anh. Thợ săn đêm à? Chết á. Thằng này yếu mà. Thâu máu lại đi. Không thì roll hai con này hai cũng được. Nếu mà ấy thì roll hai con này hai với cả con Nilat kia hai cũng được. Chợ luôn nhá. Ừ, thôi sau tuần này luôn. Roll này giữ chiếc em ơi. Tí nằm tí đệ, tí làm gì luôn không anh? Sao thật. Đẹp nhất là cái mà chùy ấy. Hai kiếm á? Cái chùy ấy, chùy xuyên phá. Chùy kích à? Ờ, chùy xuyên phá. Chùy kích cái bên đây à? Ờ. Còn không thì diệt. Sau tuần này roll đi, roll để giữ chuỗi em ạ. Ok anh ạ. Còn hai con kia hai sao với cả nếu mà lên được Nilat 2 thì kẹp hai con Nilat 2 vào cũng được.
Ok, Wakanda ơi. Diễu binh nhiều người chơi lắm anh em ơi. Biết này. Thay con này. Thay con cây le kìa. Đấy, thấy không? Rồi ở đây có vẫn có thể ra bên Eva luôn mà. Nhưng mà đỏ. Đi lát nhặt nhặt. Nhặt luôn, nhặt nhặt để lên hai. Với cả em biết Anh tại ơi. sao không? Mình luôn ở đây ấy là để mình cầm hết vene của thằng kia để cho nó không hút vene ba nữa, Vâng. là nó sẽ hướng đến lên cấp. Đẹp anh ơi. Hai kiểu gì đánh cướp anh. Thì bây giờ mình thiếu một con thôi, Vâng. mình bắt của nó để nó không hướng đến luôn vene ba nữa, cái hết tướng trước. Hợp lý luôn anh ơi. Đi. Tuyệt bệnh kiếm. Kiếm ghê phết. Cái này rắc à? Rắc cái sửa này quá, chặt đánh luôn. Rắc cái nguyên nhà. Rắc không chúng tôi này. Có gì không? Đánh cái này ra anh nhỉ? Này lấy được cái ngon quá. À, còn gì lấy đấy thôi. Không thì bị bí quá thì hai kiếm luôn. Thế này ra rồi, thiếu tí, một con thiếu tí. Tí luôn anh ạ, tí. Ok Long ơi, về quê cẩn thận em nhé. Chúc mấy anh em về quê tự lộ bình an nhé. Về Tầm này qua chắc anh luôn. em về quê rồi đúng không? Máy luôn à? Sau hôm nay là về quê rồi, tối hôm nay khả năng cao là nhiều người về quê này. Cầm hai hai con thét luôn. Anh để ý mấy cái anh nói vào xong anh nói xong rồi sau quên chịu đấy. Vâng. Sao Ý là em cái mày em bài mày này đánh nó phải đánh như thế, em hiểu không? vâng Em thấy đánh như thế hợp lý không? Em hôm hợp lại lý anh bây giờ em có trích không? ạ. Em anh đánh nhiều mà hơi đấy, hơi chuẩn lắm đấy. Em hiểu cái vấn đề lúc em tám mới kia, em thua rồi. Em biết chỉ thế là em hiểu rồi. Em nói là em đoán đúng trích ấy, em có một đoán trích ấy. Mà em không kiểu là không đép vào người em nghe phải rút 6 luôn đấy. Hơi lỗi. Để tập 8 mà đánh lỗi rồi. Viết nói thế là em hiểu vấn đề cái bài này rồi. Cứ hiểu rồi. Hiểu hiểu anh ạ. Hay hiểu lắm. Không ấy cái vấn đề là bài này phải rút 6. Mình rút 6 là hơi sai. Thao bên 7 quá. Rác thế. Mẹ rác chưa? Được Kinh chưa? rồi, mình lên hai cái ba là mình thắng nó mà. Con hàng này rác có 8 chắc. Có 7, 8 chắc. Ba này, thay sót, sót này để thay con xe du vào anh nhỉ, đẹp nhất. Xe du vào đi xe đẹp nhất. Lê bảy mà run bây giờ 3 grafe. Ừ, lê bảy run bây giờ 3 grafe thì anh em ạ, ảo thật đấy. Nhà đích mình đánh cái vego cũng hợp đấy chứ anh em. Hai grafe 7 phết. Này chắc lấy hai kiếm không nhỉ, hai kiếm đi nhỉ,
mút rồng à? Cái viết đấy gì anh viết? Có một cái lốc rồi kìa. Mấy kia lấy... Bộ này chắc làm mấy tí thôi. Kiếm súng đi. Lốc với kiếm súng rồng đi. Rồng kìa kìa ngon cơ. Lốc với kiếm súng. Rồng kìa đi. Đưa anh ơi, lốc với kiếm súng. Ui mẹ, anh vừa tắt mic mày. Thôi kệ, lấy. Không cần jacket đâu. Ờ, bài này cần thì jacket xong đấu nó tích tốc đánh rồi. Pha này nhá anh bảo này, pha này ấy, thì em phải đợi cái thằng kia chết. Đợi cái thằng... Sao đây nó luôn? Mày phải đợi cái thằng Hải Phòng kia chết kìa. Xong mày mới xả tiền. Tại vì nó đang cầm nhiều tướng của mày. Tầm này mày roll chưa ra được đâu. Hải Phòng kia chết chắc rồi. Đấy cũng lâu đâu. Mày phải hâu tiền lại của đấy, chứ không phải là xả hết tiền đúng không? Hơi lỗi anh nhỉ? Ừ. Tại vì xả bây giờ cái tỷ lệ ra nó khó ấy, mà thằng kia sắp chết rồi. Thì mày để tầm 30-40 tiền mày xả, mày lên hai con này ba là mày bách lại được túc cao. Chứ bây giờ xả chưa chắc, anh nghĩ là khó ra lắm, thì nó cầm nhiều. Cả 4 Vele à? Vele với cả con đấy nữa kìa, con Nilat kìa. Mày roll hơi vội. Mà tất nhiên là nếu mà roll được Vene 3 thì vẫn đúng. Ra được. Vene 3 em biết tiền đi. Còn Vene 3 quá. Không có tiền ra này em đến rồi. Thắng rồi. Mày xong đấu này counter mà. Các ba đồ hơi phế anh nhỉ. Mày còn so K2 chứ. Đi bạn ơi. Phóng nó 1 đi đi hãy phóng nó 1 ơi. Giấy cái gì nữa. Chết pha đấy đánh chuẩn đấy là anh em hâu lại. Đấy đợi thằng này này, đợi thằng Hải Phòng này. Bán nó bắn rồi đéo ra này, bịp thế. Bắn tại vì mày xả quả kia mày hết tiền rồi nên đoạn này mày xả đéo còn nữa. Thế anh hiểu pha đấy không? Pha đấy nếu em hold lại nhá, thì thằng này nó vừa bán xong, em xả luôn. Tầm lúc đấy em cầm khoảng 40 tiền, thì khả năng cao là ra. Em hiểu không? Vâng anh. Quá. Cả bé gặp luôn nó thắng được của tao rồi. Bình tĩnh một tí em ạ. Chơi cái game này hiểu mình phải... em quên nhà luôn. Zack 2, Bèo Vét 2. Quân 6969 đi. Hai mẹ gua cháy dựng cánh thiết. Hai mẹ gua đấy anh dựng. Đáng lẽ trận này em là cái thằng đấm hai bọn nó đấy, mà em vội quá. Muốn top cao thì phải bình tĩnh, bởi vì cái tình huống này nhá, em gần như em chắc là top 4 rồi. Em hiểu không? Vâng. Cái lượng máu này ấy, gần như là 90% là em top 4 rồi. Nhưng mà em lại xả tiền pha đấy nó vội quá. Thành ra bây giờ là đang hấp hỏm. Bàn tay. Bàn tay thôi. Lấy lại rồi đốt. Đợi một round nữa đi. Bây giờ đã chết được đâu. Hay hiểu lắm. Hay em hiểu lắm. Bám một con lợn đi. Phòng nó một đi, dậy cái gì nữa. Thế thôi bạn ơi. Chết bé về nè luôn. Đấm quyết xà luôn anh biết ạ. Sợ thật, bài bé gô giác thật đấy. Thế là kia chết chưa?
cút chưa? Đấy. Cút thì còn gì nữa. Sau tuần này xả có phải là bú rồi không? Cút chứ. Thế thôi bạn ơi. Được rồi. Mày không bình tĩnh được rồi. Tuần này cầm 50 tiền xả mà không ra thì chỉ có bịp đúng không? Nhưng bây giờ mình chỉ có 20 tiền thôi. 20 tiền thì cũng không hy vọng nhiều. Đổi Solary không? Đấy, thấy không? Em cầm có 20 tiền thôi nhá, em đã ra rồi. Đã ra rồi. Nhà này cái gì mà nó chết rồi. Vội chưa? Nó nói là ba trận này top 1 đấy. Mà đánh như này thì chỉ chắc là chỉ top 2, top 3 thôi. Biết là cho con cái này hit story anh biết không? Hơi giấy không ấy. Cần. Không cần ạ. Làm luôn. Quả là dây kinh. Ra con lên không anh? Thôi lợn. Giống Mai quên lắm, tôi thề với anh em, vừa nói vừa mới nói nó câu trước xong câu sau nó đã quên rồi, chứ đừng nói là ngày mai anh em ạ. Đấy. Đấy là lý do mà kiểu mình hay lười có trình cho Đức Anh vì thế. Ý là vừa mới có thôi. Nhà vừa mới có rất vội à? 10 giây trước sau đã quên rồi chứ đừng nói là ngày mai nhá anh em nhá. Vội, anh kiểu vội quá rồi, anh Dũng quá, anh Dũng xe anh Dũng nhiều quá kiểu bị vội ấy. Định lấy cái gì đấy? Em đang tính lấy anh biết dây kia được anh biết. Dây chuyền chứ, lấy tanh, đam đó rồi. Đúng không? Bên này 3 đam đủ rồi. Cái dây chuyền đi. Cho phiêu ra cầm ngon hơn, tại vì lợn 1 ra kia. Chắc thì đã ra được cứu, cứ ra cầm. Ơ à, sao? Ra được là được. Xem lén tao ngay ra anh biết nhá, ở đâu nhỉ? Mà nhìn ghê đấy. Này bài ghê quá anh biết là giống thua đấy. Để ý xếp con về này được hit cái ấy đi, được hit cái... Cái gì? Cái lõi cái kìa. Em lấy cái lõi đi lát mà em không đọc à? Đấy, ôi nhà em quên cái xếp hit nhở. Hay này, anh hay quên lắm. Máy đái thì em lấy lọ đấy làm gì? Tỏ trên lô lô em đây không? Để anh này chết mày anh fit rồi. Mày vẫn win đi. Win đâu mà win. Có cái chống CC là thắng rồi. Win. Mày nhá. Chết. Lô, anh xếp lại, cứ gà. Xếp lại, lỗi em lại đấy. Em anh lừa kia mà. Lừa, hay này. Ôi giời ơi. Xếp lại, quên mất. Đấy, thế này là được rồi. Không đi bỏ một cái Solary của một con đi là được. Để hẳn vào cạnh con Vene đi cho đỡ phải nghĩ nhiều. Đúng không? Không, ý là con Nilat không cần phải tham một cái Solary đâu. Để con Nilat bên cạnh là được, bên cạnh ô nữa. Cạnh ô nữa anh. Ừ, chắc chắc. Đấy, rất có này, thế này được. Nó vẫn có mà anh. Thì em bỏ cái con Kele cái đi. Con Kele không cần hit Solary đâu. Cho chắc chắn có, em hiểu không? Vâng mà. Ôi em. Chịu được cái dãy kinh nhờ. Dãy điên luôn đấy chứ. Nó vứt con rắc vào. Đây, để chống cái ô đấy nhá. Đấy, như này này chắc chắn được. Nói chung làm nào. Em xếp như nào, ẻ con vây này của em hit được. Đúng không? Ok. Xếp như nào để con vây này của em hit được là được.
À, thắng rồi. Khốn á. Con Z lại đánh một đấy à? Phải đánh bên đeo luôn anh ạ. Mày đi. Đánh bên này, chú tội. Con 2 rồi này. Thắng thằng kia luôn rồi kìa. Thằng kia luôn rồi. Thấy chưa? Hai con 3 sao là top 1 đúng không? Đúng sao em ơi. Phải vội thế đúng không? Em vội quá, lỗi quá. Bài học kinh nghiệm chuyện này. Bài học chứ xem giải đấu. Đồ tanh. Cái thôi lại định đốc cái ba tia đấy, định đốc cái ba tia đấy. Định đốc cái ba tia đấy. Định đốc ba tia đó. Bài học thêm giải đấu anh em ơi, không sao anh em ơi. Đẹp lắm rồi anh em ơi, chuẩn chỉ rồi đấy. Tôi một luôn, thấy chưa? 2 lít luôn. Xin 2 lít. Được chưa? Xin 2 lít nào. Ừ, vội thôi, được anh ơi, ừ, hay vội rồi. Lắm. Bố. Con vợ qua Canada đâu, xin 2 lít nào. Lý này. Hãy cố anh phi đời. Ghi nhớ nha em à. Ghi nhớ mà anh em ơi.